John Dre đang bị một tên hề quái đản truy đuổi. Hắn lái một chiếc xe tải cỡ lớn đã được sửa đổi. Khi cửa sổ mở ra, một khẩu súng máy lọt vào tầm mắt. Chiếc Falcon nhanh chóng vào số và nhấn ga phóng đi. Tên mặt hề không ngừng đuổi theo sau. Cuối cùng hắn ta đột nhiên rời khỏi buồng lái để tận hưởng cuộc vui. Trái đất trong tương lai có một loại virus khổng lồ càn quét toàn bộ hành tinh, khiến cho toàn bộ nguồn điện bị tê liệt. Mạng Internet bị tê liệt, không có cách nào để lưu trữ. Cả thế giới đều rơi vào trạng thái hỗn loạn, trở thành một bãi rác ngày tận thế quy mô lớn. Rất nhiều thành phố lớn xây tường thành để tự vệ. Các tội phạm đều bị ném vào nơi hoang dã để cho bọn họ tự sinh tự diệt. Vì để sống tiếp, những kẻ man rợ này đã sống một cuộc đời cướp bóc. Trong thành phố mọi người đều sống và làm việc trong hòa bình và mãn nguyện. Ngược lại bên ngoài thành phố là sa mạc đầy bạo lực và tội ác. Dưới môi trường sống đặc biệt như vậy đã xuất hiện một loại nghề đặc biệt, đó là người đưa sữa. Họ di chuyển giữa các thành phố để cung cấp những vật phẩm quý giá. Bởi vì thiếu nguồn cung cấp nên người vận chuyển đã trở thành một miếng bánh ngọt biết đi trong mắt bọn tội phạm, luôn tiến hành đuổi bắt lấy họ. Và nam chính của chúng ta Ron Joe là một trong số đó. John dựa vào kỹ năng lái xe tuyệt đỉnh của mình, thêm lòng can đảm đã trở thành một người giao hàng giỏi nhất. 5 năm trở lại đây thực hiện công việc chưa từng thất bại. Vào lúc này, John trên đường đi đã gặp phải một nhóm ngáng đường. Anh ấy lái xe né tránh điêu luyện mà không quên mở chiếc băng ca nhạc mà mình yêu thích nhất. Cùng với tiếng nhạc sôi động, John bắt đầu phản kích lại. Khởi động súng máy trên xe, thành công tụt lại phía sau và truy đuổi bọn lính, mang được vật tư đến địa điểm đích. Rất nhanh anh ấy lại nhận được một nhiệm vụ mới. Mang một lô thuốc đến New San Francisco. John lái xe về phía tây, vượt qua cầu lớn rồi xuyên qua rừng sâu. Né tránh được những tên cản đường, cuối cùng cũng đến được New San Francisco. Vốn dĩ John chỉ cần giao vật tư cho bảo vệ bên ngoài là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng không ngờ sĩ quan mới của San Francisco lại muốn gặp mặt anh ấy. Bảo vệ liền mở thành để cho John vào thành phố. John lần đầu tiên vào thành phố, khiến anh ấy khó thể tin được. Anh giống như bước vào một grand view choáng váng. Trong thành phố và bên ngoài quả thực là hai thế giới khác nhau. Mọi người ở bên trong sống vui vẻ bình yên không lo áo mặc. Bên ngoài kia vì để có được vật tư sinh tồn có những lúc phải trả giá bằng cả mạng sống. Sau khi toàn thân được tắm thơm tho, anh bị bịt túi tải vào đầu đến gặp sĩ quan tác chiến. Người này muốn nhận John làm người đến New Chicago để lấy một số lô hàng vật tư. Nhưng John không nghĩ ngợi gì liền trực tiếp từ chối. Xét cho cùng từ đây đến địa điểm đích cũng tận hơn 300 cây số. Lộ trình rất xa không nói đến nhưng trong chuyến đi còn có rất nhiều nguy hiểm vây quanh. Nhưng sĩ quan Raven đưa ra thù lao khiến cho John không có cách nào có thể từ chối. Đó là sau khi anh hoàn thành nhiệm vụ, anh sẽ có một nơi cư trú mới tại San Francisco. Anh sẽ không còn phải sống một cuộc sống lang thang nữa. Cuối cùng dưới sự cám dỗ mạnh mẽ, John đã đồng ý thực hiện nhiệm vụ lần này. Anh ấy có tổng cộng 10 ngày để hoàn thành nhiệm vụ. John đến một cửa hàng vũ khí mua một bản đồ định vị. Chỉ cần đi theo bản đồ, John sẽ có thể tránh được rất nhiều rắc rối. Sau khi tất cả đã chuẩn bị xong, anh ấy bắt đầu xuất phát hướng về phía Chicago. Trên đường đi anh ấy đã gặp Quiet. John liền vội vàng phanh xe tránh né, đồng thời lấy súng ra để phòng bị. Không ngờ rằng Quiet phản ứng quá nhanh đã dùng súng dí thẳng vào trán của anh. John cũng không chịu yếu kém, rút một con dao găm ra khỏi túi. Chính vào lúc hai người đang đối chất nhau thì tên mặt hề đột nhiên xuất hiện. Hắn ta là chúa tể của khu vực này. Hai người họ liền đồng ý tạm thời ngừng chiến đấu, cùng nhau lái xe bỏ chạy lấy mạng. Tên mặt hề đuổi theo sau chiếc xe không rời. John đã khởi động súng máy trên xe, nhưng rất tiếc chiếc xe của gã hề đã được gia cố, đạn bắn hoàn toàn không hề hấn gì. Nhìn thấy tên mặt hề càng ngày càng đuổi đến gần, không còn cách nào khác, John đã lái xe vào sảnh game để trốn tránh. Không ngờ rằng đây chính là hang ổ của tên mặt hề. Trong khi Quiet mở ống thông gió đã phát ra âm thanh khiến cho tên mặt hề nghe thấy. Quiet liền nhanh trí ném chai bia vào vị trí của John đang trốn, thành công chuyển được mục tiêu chú ý của hắn ta. Đối mặt với một chú hề to gấp đôi mình, John hoàn toàn không có sức lực đáp trả, bị tên mặt hề dí xuống. Tên mặt hề có một sở thích chính là bắt người đến xem biểu diễn của mình. John cũng không thoát khỏi kiếp nạn này. Anh bị tên hề dẫn đến trước khán đài, còn hắn ta bắt đầu chọn trang phục diễn. John phát hiện ra Quiet đang đứng trong tủ kính bên cạnh mình. Hóa ra lỗ thông gió đó không phải là lối thoát, mà là một lối đi chết. Tên mặt hề chuẩn bị bỏ đói cô ấy, mà Quiet ở trong tủ kính đó đang hô hào John giúp đỡ. Vốn dĩ John không muốn cứu cô ấy, nhưng chìa khóa chiếc xe của anh lại nằm trên người của cô ta. John quay đầu nói với tên mặt hề, chỉ có một khán giả không có ý nghĩa gì hết không bằng thả Quiet trong tủ kính ra cùng xem, cùng cổ vũ cho hắn. Tên mặt hề vừa nghe xong cũng cảm thấy có lý, nhưng John không biết rằng từ trước đến nay chưa có một vị khán giả nào có thể sống sót rời khỏi nơi này. Mỗi lần buổi biểu diễn kết thúc, hắn ta đều yêu cầu khán giả cho mình phản hồi. Chỉ cần tên mặt hề nghe xong không vừa ý hắn sẽ tiễn khán giả đó về trời.
Sau khi nghe xong, John lập tức nói với Wyatt ở bên cạnh, nếu muốn sống rời đi hai người họ nhất định phải liên thủ với nhau. Wyatt đã đồng ý, màn biểu diễn của tên mặt hề cũng chính thức mở màn. Không thể không nói, hắn ta biểu diễn vô cùng nhạt nhẽo, rất nhanh đã kết thúc, hắn yêu cầu khán giả cho mình những đánh giá. John không ngừng nịnh nọt khiến cho tên mặt hề vô cùng tức giận. Wyatt ngay lập tức phản biện tư duy, trực tiếp đánh giá màn biểu diễn của tên hề là nhàm chán không có chút thú vị nào. Quả nhiên tên mặt hề ban đầu gắt gỏng đã bắt đầu bình tĩnh lại. Dường như hắn muốn nghe những lời nói thật lòng của khán giả. Tên mặt hề mong muốn là sự trung thực giữa con người với nhau. Cứ như vậy, John và Wyatt trở thành người duy nhất sống sót sau khi xem buổi biểu diễn. Hai người được thả đi, Wyatt đã nhanh chóng chĩa súng vào John để anh ấy dẫn cô ấy đến một nơi trước. Cô ấy muốn trả thù cho em trai của mình. Lái xe đi qua một căn cứ, nơi này là một điểm cư trú của tên Stone. Bảo vệ ngoài cổng nhìn thấy Wyatt có súng trong tay đã quả quyết dùng súng điện bắn ngất bọn họ. Đợi sau khi John và Wyatt tỉnh lại phát hiện bản thân đã bị trói lại. Tên Stone ngồi trước mắt bắt đầu tiến hành thẩm vấn. Stone lấy tấm bản đồ trong tay của John đồng thời hỏi anh về tác giả của tấm bản đồ này. Hóa ra hắn ta đã phát hiện ra đường vẽ màu đỏ trên bản đồ hoàn toàn tránh được cái bẫy mà anh ta đã giăng sẵn ra. John sống chết cũng không nói ra, dưới đủ mọi hình thức tra tấn vẫn không thể nào cậy được miệng họ ra. Tên Stone ra lệnh cho Stu tiễn hai người họ xuống suối vàng. Stu dẫn John và Wyatt đến trước một cánh cửa lớn. Khi cửa lớn mở ra khiến cho hai người họ lập tức kinh ngạc. Bên ngoài cửa là một vực sâu vạn trượng. Stu yêu cầu hai người họ nhảy xuống. John không dám, anh ấy bắt đầu tiến hành tẩy não Stu. Bạn của anh rất máu lạnh, nhưng chúng tôi hiểu anh. Anh không phải là loại người đó, anh là một người tốt. Wyatt cũng tham gia khuyên giải, trạng thái phòng thủ của Stu đã sụp đổ. Nhưng nếu không giết chết hai người họ, anh ấy nhất định sẽ chết. John đề nghị anh ấy cùng bỏ trốn với hai người họ. Cứ như vậy, Stu đã được thông suốt, quyết định cởi trói tha mạng cho hai người và dẫn họ đến nhà kho lấy trang bị và chìa khóa xe. Trong thời gian đó, Wyatt đã tự mình cầm súng đến phòng làm việc của tên Stone muốn giết chết hắn ta. Nhưng phát hiện không có Stone, chỉ còn trợ lý của hắn ta ở đó. Sau một hồi ép hỏi, biết được tên Stone đã đi đến tổng bộ của bọn chúng. Sau khi biết được tin tức, Wyatt đã dùng súng trực tiếp đập liên tiếp vào mặt của tên trợ lý. Ở bên khác, John và Stu đi lấy xe trước nhưng phát hiện không khởi động được vì hết điện. Hai người không còn cách nào khác, chỉ có thể xuống đẩy xe. Chính vào lúc này, Wyatt đã quay trở lại. Ba người đẩy chiếc xe khởi động lại, John và Wyatt đã kịp thời lên xe. Chỉ có Stu bị nắp cốp này lên đánh bất tỉnh. Không thể lên xe nên bị bắt lại. Ở trên xe, Wyatt muốn tìm kiếm sự hợp tác với John, cô muốn đi đến tổng bộ của tên Stone. Tổng bộ vừa hay cũng cùng hướng với nơi mà John muốn đi tới. Vì vậy cô ấy hy vọng John có thể dẫn cô ấy đến đó cùng. John đã đồng ý, cứ như vậy hai người họ chính thức lên đường. Đêm đó họ đang lái xe trên một con đường ngoại ô. Đột nhiên có vài chiếc xe tải chạy tới phía sau. Ánh sáng chói mắt khiến cho họ cảm thấy sự việc không ổn. Đúng lúc đó, chiếc xe tải phía trước đánh bệ hạ cánh xuống. John bị chiếc xe phía sau đâm đẩy vào trong khoang của xe tải phía trước. Chính vào lúc John vẫn còn hoang mang, một người phụ nữ liền xuất hiện, người này tên là Mary. Sau một câu lệnh của Mary, chiếc xe tải bắt đầu biến hình. Mấy chiếc xe tải liền ghép lại với nhau, trở thành một lâu đài di động. Mary dẫn John đến gặp dì Mai, người tạo ra chiếc lâu đài. Bà ấy ngồi trên một chiếc xe lăn, xem ra không còn sống được lâu nữa. Và người của bà Mai bắt John không hề có ác ý gì, chỉ muốn anh ấy giúp mình lấy hàng. Đi đến hiệu thuốc gần đó lấy một ít thảo dược. Để trả thù lao, bà ấy sẽ tặng John một ít vật tư, đồng thời giúp anh cải tạo thăng cấp chiếc ô tô của anh. Cứ như vậy John đã bị ép đồng ý với bà Mai. Cầm danh sách thuốc cần trong tay, trước mắt phải đi đến khu vực có nhà thuốc. Con đường này họ nhất định trải qua nhiều thử thách. Ngoài các tổ chức khủng bố, còn có một lũ thánh khát máu. Rất nhanh hai người họ đã đến địa bàn của các thánh đồ. Gõ cửa căn nhà liền có một cô gái xinh đẹp bưng trà xuất hiện. Đối phương tự xưng mình là trợ lý của dược sĩ. Dược sĩ đã ra ngoài phải một lúc nữa mới về. Nói rồi đưa cho hai người đồ uống. Hai người họ không nghĩ gì nhiều liền uống hết. Kết quả chỉ một giây sau, hai người họ đã không khống chế được ngất ngay tại chỗ. Hóa ra cô gái chính là dược sĩ, cô ấy đã hiểu lầm hai người họ là kẻ cướp. John vội vàng giải thích, đồng thời để cô ấy lấy ra danh sách mà bà May yêu cầu. Giây phút nhìn thấy danh sách thuốc, cô gái mới nhận ra rằng John chỉ là một người vận chuyển. Ngay lập tức cô ấy liền lấy một bông hoa trên bàn cho hai người họ ngửi, ngay sau đó họ đã khôi phục về trạng thái khỏe mạnh. Sau đó, John mang thuốc về giao cho bà May. Nhưng anh ấy không hề biết rằng Wyatt đã trộm một số dược thảo từ chỗ cô gái ấy. Hai người trên đường về gặp một nhóm thánh đồ, hai người liền nhanh chóng trốn vào một rạp chiếu phim. Cắt đuôi được nhóm thánh đồ, hai người họ đã cùng nhau xem phim ở lại rạp chiếu phim một đêm. Sáng sớm ngày hôm sau, họ mang dược thảo đến đội xe giao cho Mary. John hy vọng chỗ thuốc này có thể cứu vãn bệnh của bà May.
nhưng Mary lại nói rằng thuốc gì cũng không thể cứu được bà ấy. Số thuốc này chỉ có thể khiến cho bà ấy trước khi đi được thoải mái một chút. Bà May trước khi đi đã giao lại toàn bộ đội xe cho Mary. Bà ngồi trên chiếc xe thể thao yêu thích của mình và chết đi một cách thanh thản. Mary mở cửa thùng xe để cho chiếc xe thể thao trượt xuống. Cô ấy đã gài bom, trong tích tắc chiếc xe của bà May liền bị thổi bay. Chuyện của dì May tạm thời kết thúc, John và Wyatt tiếp tục lái xe lên đường. Wyatt muốn đi đến Topeka, trên đường đi xe của họ gặp tai nạn. Chiếc xe kia lập tức bị lật, tài xế chết ngay tại chỗ. John sau khi bày tỏ sự xin lỗi, anh ấy đã bắt đầu khám xét đồ đạc trên xe của đối phương. Trước mắt họ chỉ cách Topeka vài cây số. Wyatt muốn bọn họ tách nhau ra từ đây nên dùng thuốc trộm được làm cho John ngất xỉu và lấy hoa giải độc để lên người của John và một mình đi đến Topeka. Tên Stone bên này vừa tìm hai người họ mất tích vừa tìm tung tích của tác giả vẽ bản đồ. Kết quả không thu hoạch được gì khiến ông ta rất tức giận. Hạ lệnh tử hình cho hai người thủ lĩnh trước mặt nếu như trong một tuần không tìm được John và Wyatt. Đồng thời lúc này tên hề được Wyatt đánh giá sự thật xong cũng không còn bắt người như trước nữa. Đốt cháy viện kịch trong một nốt nhạc, sau đó lái xe của riêng mình bắt đầu cuộc sống lang thang. Trùng hợp là hắn ta đã đi đến căn cứ mà John đã gặp tên béo Stu. Bảo vệ đã giữ hắn ta lại, tên mặt hề liền tặng anh ta một quả bom vào miệng. Sau đó nhấn ga lao vào căn cứ bật chế độ giết chóc điên cuồng. Tên mặt hề còn vào hàn phòng tử thần, nơi này gặp Stu đang chuẩn bị bị hành hình. Có lẽ vẻ bề ngoài công kênh giống nhau nên hai người họ đã trở thành bạn tốt của nhau. Tên mặt hề dẫn Stu cùng đi, nhìn cặp đôi này có vẻ cũng có chút thú vị. Nhưng Stu không thích giết người, tên mặt hề lại rất thích giết người. Hai người họ trên con đường sắp tới sẽ phát ra tia lửa như thế nào? Mong các bạn hãy nhớ đón xem. Wyatt bên này cướp được một chiếc xe cảnh sát lèn vào được tổng bộ của Stone, nhưng lại bị người khác nhận ra. Wyatt liền không thể không lái xe hung hăng né tránh người trong tổng bộ. Hàng loạt các xe đuổi theo sau, cô dùng mọi cách để lái xe vào một con hẻm. Không ngờ ở nơi này lại gặp tên Stone đã chờ đợi từ lâu. Vào thời khắc quan trọng, xe của John đã đến kịp thời chặn xe của tên Stone lại cứu cô ấy. Hóa ra John sau khi tỉnh lại đã suy nghĩ phát hiện có tình cảm với Wyatt, vì vậy không an tâm về cô ấy. Anh liền quyết đoán lái xe đến Topeka. Trận nổ này tên Stone đã chết hay chưa chúng ta vẫn chưa biết. Bộ phim sau đó tiếp diễn ra sao, mọi người nhớ theo dõi kênh để đón chờ phần sau nhé.